Chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video, mình sẽ thay gắn thêm một cây kèn này cho kèn rẻ nha. Kèn này có 70.000. Mình gắn thêm chạy kèn đôi cho Exeter. Kèn này là kèn loại kèn thanh nha. Kèn nhỏ chứ không phải loại kèn dĩa to. Mình sẽ test cái kèn này vô và cái cách lắp mình vô cái vị trí chỗ nào nha. Thì gắn kèn này vô mình sẽ test thử là nó cho ra cái kèn đôi nó cái tiếng nó sẽ như thế nào. Rồi mọi người cứ bẻ như vậy cho mình trước đi nha, chữa lỗ gai nè. Rồi chút xíu mình sẽ cho mọi người xem cái mình gắn ở chỗ nào mà tại sao mình bẻ như vậy nha. Rồi trước tiên là mình sẽ làm đường điện cho nó. Thì cái này không cần qua relay hay là bất cứ cái gì đâu, mọi người cứ làm dây điện câu thẳng qua cái kèn kia chạy song song với kèn này là được nha. Tại vì kèn nói chung mình cũng bấm không có nhiều lắm nên mình không có cần thiết phải câu relay đâu. Okay. Bây giờ mình sẽ đo, mình đã đo cái ống này rồi nè, chiều dài nó như đây. Mình sẽ đo cho nó dư ra một chút xíu nha. Thì làm đường điện thì anh em là phải có dây điện, nói chung là lỗi phải chất lượng, rồi phải có bọc ống này kia đầy đủ, giác bọng đầy đủ nha mọi người. Mình sẽ cắt này ra là chắc mọi người diễn tết hết rồi, còn mình ở đây giờ mình phải ngồi làm video chưa về được nữa mọi người ơi. Mình sẽ lựa một cái giác. Đây là giác của mình, lựa giác cho nó bằng. Đây. Đây, giác này. Và hai cái chập cao su. Rồi. Mình sẽ bấm hai cái code này vô. Hôm nay mình làm cho mọi người xem luôn cái quy trình mình bấm code như thế nào nha. Đó. Mình cho cái nhựa bọc vô nè. Đó. Vậy là ok nha mọi người. Đó. Mình sẽ luồn dây vô đây. Cho nó dư ra cái này là vừa nha. Rồi thì cái này thì giác code này kia có sẵn mọi người, chỉ cần việc là cắm vô thôi. Đó. Đó. Vậy là xong. Giờ mình sẽ cắt dây điện này cho nó dư dài nha. Xe lại. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ quay lên xe nha. Tìm tới và mở cái bửng bên này ra cho mình nha. Bửng bên trái nè. Đừng mở bửng bên phải nha. Bên phải tại vì nó dính đường điện, mình gắn cái kèn gì không được. Mình gỡ bên trái nha. Đây, mọi người sẽ gắn vào con ống ngay chỗ cái kích nước chỗ này nha. Thì hồi nãy khúc đầu mình chỉ cũng hơi sai. Mọi người phan hãy bẻ cái cây này ra nha. Mọi người cứ đưa vô như vậy. Đưa vô như vậy trước nha mọi người. Mọi người siết vô, mọi người chỉ bẻ cái kèn ra thôi là được nha.
thì nó sẽ dễ hơn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu rồi gỡ ngốc này ra và mình gắn cây kèn này vô để xem như thế nào nha. Rồi ok, cứ anh em cứ gắn theo như mình nha. Chỗ này là cái hướng này là nó ngay nè. Có một người muốn bẻ cái bát trước cũng được, mà muốn gắn vô rồi một người lấy tay gạch mạnh ra là vẫn ok nha. Thì bây giờ mình chưa có gắn cái giờ thì mình chưa chưa có gắn cái sợi dây điện của cái càng này vô, là mình sẽ test âm thanh zin của nó như thế nào nha. Rất là lớn nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái dây này vô để coi thử chạy âm thanh đôi nó sẽ như thế nào nha. Thôi mọi người lòn cái sợi dây này nè, đi vô trong á mọi người, rồi để vô trong cái lẫy này mọi người, cái gì để vô thôi nha. Cho mình ở đây cũng chắc chưa nên mình không có bấm cái kèn cho nó lâu lâu để cho mọi người nghe kỹ hơn. Mình chỉ nhá lần hai lần rồi chút xíu nữa mình sẽ kiếm những cái chỗ mà trống hơn, mình sẽ test lại cái âm thanh cho mọi người nghe nha. Rồi ok. Mọi người thấy cái âm thanh nó lực ghê không? Tại vì khi mà hai cây kèn trong đó, nó kết hợp với nhau tạo một tiếng rất là ghê. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm những cái chỗ nào nó vắng vắng hơn, mình sẽ test cái kèn này cho mọi người nghe kỹ hơn nha. Rồi mình sẽ lắp dàn áo lại nè. Rồi ok, mình đã tìm được chỗ nó rất là vắng mọi người, để thử cái kèn cho mọi người xem nó như thế nào nha. Thì mình gắn xong thì nó nằm gọn trong đây nè mọi người thấy không? Nó gắn chỗ này là không có bị bá bất cứ thứ gì hết nha. Rồi giờ mình sẽ bấm cho mọi người nghe nha. Rồi, mở chìa khóa lên nè. Rồi mọi người nghe nha. Cái tiếng nó tựa như mấy chiếc xe hơi nhỏ mọi người, nó tiếng rất là hay nha. Mọi người muốn mà cái tiếng nó hay nữa, mọi người mua mấy cái loại mà bự bự như nè, mấy cái loại mà nó có dĩa đỏ mọi người, nó có cái dĩa đỏ tiếng nó rất là hay, nghe nó bự hơn cái kèn ẹt mình chút xíu thôi, tiếng lớn hơn nó sẽ hay hơn. Đó, do cái này mình mua cái kèn này chỉ có 50 ngàn thôi, có 70 ngàn, nên cái âm nó sẽ nhỏ hơn cái âm của cái tiếng kèn zin, nên nó tạo cái tiếng nó như chiếc xe hơi vậy đó, bấm nghe đã lắm mọi người, rất là im luôn. Bấm lại mọi người nghe nè. Thì về phần cây kèn mọi người cứ chỉ cần việc đấu song song vô cây kèn chính của mình là được nha, đấu song song vô kèn chính mình là được, không cần thiết phải phải thay nguyên một cái đường dây relay để bấm cặp kèn nha mọi người, trừ khi mọi người lên những cặp kèn như là của Denso này kia thì bắt buộc mọi người phải đi relay nha. Còn riêng đi mấy kèn này là mọi người không cần phải bấm hay bất cứ gì hết, phải lên dây hay bất cứ gì. Nếu mà trong quá trình sử dụng á, mình đây mình chỉ mọi người luôn, khi mà mọi người xài là mọi người ở dưới yên nè, nó có một cái cầu chì á, mình sẽ mở cho mọi người xem nè. Khi mà mình chơi đàn đuốc này kia mọi người, ở dưới yên nó có cầu chì chỗ này nè, cầu chì thay thế đây nè. Thì có một cái cầu chì đó mọi người thay lên cầu chì 15 A cho mình nha. Có một cái nếu mà có cái nào đứt á, như ví dụ mà cái nào nó đứt thì mọi người thay cầu chì cho nó lớn lên một tí nha, đừng có thay lớn lên nhiều quá nha mọi người, thay lớn lên một tí cầu chì lỗi khác nó bự hơn một tí là ok, là đường điện mình chạy thoải mái vi vu luôn, không có bây giờ mà có tình trạng bị đứt hay bất cứ thứ gì chăng á. Tại như xe mình đi mấy cái đồ liên quan mà đến cái điện zin của xe á, mình không có đi relay á, để lấy từ điện bình á, mọi người chỉ đi bằng cái đường dây zin của xe, thì mọi người khi mà nó bị cái gì mọi người thay, nó bị dạng như trục trặc do nó chịu tải lớn hơn một tí không được á, thì mọi người thay lớn hơn tí là ok nha. Rồi ok, video mình đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Mọi người thấy cái tiếng âm thanh như thế nào, nó như thế nào, nó hay hay không, mọi người nhớ để lại bình luận cho mình nha, để mình biết nha. Mọi người có thắc mắc gì cũng để lại bình luận cho mình sẽ cố gắng mình trả lời hết tất cả cho anh em mình. Mọi người thấy video mình hay thì cho mình một like, một lượt chia sẻ video của mình, và nhớ đăng ký kênh của mình và
bật thêm cái quả chuông bên cạnh á, mọi người nhấp vô cái thông nhận thông báo tất cả, để khi mà nào mà mình có những cái video mới mình ra các bạn sẽ nhận được thông báo nha. Ok, chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye.